Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Thắng ơi. Thắng trong video ngày hôm nay sẽ dành ít phút thời gian buổi sáng để trao đổi với quý anh chị em và các bạn về nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng 2-3 tuần sắp tới. Thưa quý anh chị và các bạn, thì chúng ta đang thấy một số cái nghịch lý nhất định trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong khi thì các thị trường chứng khoán trên thế giới thì gặp những cái trắc trở liên quan tới việc là khủng hoảng chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc. Sau khi Mỹ áp thuế, sau đó thì những cái tương tác giữa câu chuyện là một số hãng, một số doanh nghiệp lớn của Mỹ thì không bán thiết bị cũng như là cấm người dùng, hạn chế người dùng vào những cái phần mềm của mình mà sử dụng các cái điện thoại hoặc là những cái sản phẩm của Huawei hoặc là những cái sản phẩm của các công ty của Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang có những cái dấu hiệu leo thang từ việc áp thuế qua lại thì thành cấm vận cục bộ tại một số doanh nghiệp. Cụ thể, đây là một cái cách làm mà có thể nó còn sẽ leo thang tiếp theo trong thời gian sắp tới. Nhưng điều mà chúng ta lưu tâm quan trọng nhất đó là 250 tỷ hàng hóa của người Trung Quốc xuất đi Mỹ đã bị người Mỹ áp thuế 25% kể từ ngày 10 tháng 5. 300 tỷ hàng hóa tiếp theo thì theo Bộ Thương mại của Mỹ thì trong vòng 30 đến 45 ngày tới sẽ không có bất kỳ một cái quyết định nào liên quan. Chắc chắn là sẽ trước cái cuộc gặp bên lề G20 của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hy vọng là các vòng đàm phán sẽ được nối lại. Còn nếu không thì Bộ Thương mại Mỹ dưới chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp thuế 300 tỷ còn lại, có thể sẽ đẩy lên luôn là 25% thay vì 10% như cái khối hàng hóa 200 tỷ trước đó. Điều này thì sẽ cho thấy là cái bài toán, tức là một cái phát súng cuối cùng rất có thể sẽ nổ ra vào đầu tháng 7. Đây là một trong những cái thời điểm mà chúng ta cũng khá cần phải lưu tâm. Điểm nữa đó là khi mà hàng hóa của Mỹ mà áp thuế mạnh như thế, tức là khi mà chính phủ Mỹ áp thuế mạnh vào hàng hóa của Trung Quốc tới từng đồng cắt cuối cùng thì người Trung Quốc chắc chắn sẽ không còn hàng hóa để đáp trả, thì những cái biện pháp khác liên quan tới việc là nới lỏng tiền tệ, phá giá đồng tiền, bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ, hoặc là đáp trả bằng việc kêu gọi người tiêu dùng gọi không dùng hàng của như một số doanh nghiệp của Mỹ, hoặc thậm chí là cấm hoặc là trục xuất các công ty của Mỹ tại Trung Quốc. Đó là những biện pháp mà rất có thể người Trung Quốc sẽ làm nếu như Mỹ tiếp tục đẩy cái việc căng thẳng này leo thang. Thì câu chuyện đặt ra là lợi ích thì cũng sẽ chưa có thể đánh giá được. Thiệt hại thì chắc chắn là cả hai quốc gia đều sẽ thiệt hại rất lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp của hai quốc gia này. Người ta nói rằng thiệt hại của Huawei, thưa với anh chị và các bạn, Google cũng sẽ thiệt hại, Apple cũng sẽ thiệt hại và rất nhiều doanh nghiệp của Mỹ sẽ thiệt hại. Để biết được có thiệt hại hay không, anh chị và các bạn hoàn toàn có thể theo dõi cái chỉ số chứng khoán của Mỹ trên cái biểu đồ, trên cái giá của các doanh nghiệp Mỹ, ví dụ như là Apple, ví dụ như là Amazon, ví dụ như là Google, ví dụ như là Facebook trên trang Investing hoặc là trên một số cái trang thống kê cái giá cổ phiếu, thì ta sẽ thấy rằng là không chỉ những doanh nghiệp như Alibaba, Huawei hay là Tencent của Trung Quốc gặp thiệt hại mà những doanh nghiệp của Mỹ cũng sẽ gặp thiệt hại bằng việc hiển thị giá trên thị trường chứng khoán. Điều chúng tôi muốn nói đến ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ buộc phải sống trong cái bất ổn này trong vòng từ 3 tới 5 năm tới. Kinh nghiệm thực tế cho thấy khi người Mỹ mà gây ra những cái cuộc chiến thương mại đối với một số nước cũng như là gây hấn với một số quốc gia, lịch sử cho thấy rằng là khi đó thì quốc gia bị gây hấn sẽ bị chịu những cái suy giảm kinh tế nhất định trong một khoảng thời gian dài. Và chỉ khi cái sự suy giảm đấy lên tới cùng cực thì người Mỹ mới có thể dừng lại. Trong 20 năm trở về trước thì người Mỹ đã từng gây ra một cái giai đoạn mất mát của người Nhật Bản. Chúng tôi đã trao đổi với anh chị và các bạn qua rất nhiều video trước đó. Thì trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ không nói nhiều về vấn đề đó, mà chúng tôi sẽ nói về với anh chị em và các bạn những cái dấu mốc vừa được trao đổi để anh chị và các bạn có thể lượng hóa được thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì với cái xu hướng tăng điểm ngắn hạn kể từ ngày 10 tháng 5 tới nay. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam có một cái cơ hội
đang gọi là le lói ở phía trước, vượt 1.000 điểm và tiệm cận vùng 1.050 điểm lần duy nhất, lần đầu tiên trong khoảng một năm trở lại đây, từ khi mà gặp những cái đợt tạo đỉnh 1.210 tháng 4 2018, cũng như là gặp những cái áp lực của chiến tranh thương mại, những cái bê bối của tình hình thế giới, và đặc biệt là các cổ phiếu, các doanh nghiệp Việt Nam đã tạo một cái bong bóng ngắn hạn. Do đó thì có một cái chu kỳ suy giảm. Các doanh nghiệp Việt Nam, ngành bất động sản, ngành chứng khoán, ngành vật liệu xây dựng, tôn thép, nhựa và ngành dầu khí đều đã có một cái bong bóng nhẹ tại nửa đầu năm 2018, khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2018. Và có những dấu hiệu cho thấy là suy giảm về mặt lợi nhuận. Do đó thì sự điều chỉnh là hoàn toàn bình thường và nó đã xảy ra, gọi là ngoài những cái dự báo của rất nhiều các công ty chứng khoán, mức suy giảm là rất lớn. Khi mà chúng tôi nhìn ra được những cái vấn đề trong cái câu chuyện là nhiều khả năng sẽ có một cái đàm phán thành công, thì chúng tôi lại rất e ngại, bởi lẽ là thị trường chứng khoán của chúng ta thông thường sẽ là cái hàn thứ biểu và dự báo vào tương lai. Việc Mỹ Trung dừng lại ở mức đánh thuế 50 tỷ 25% thuế và 200 tỷ 10% thuế, sau đó có một biên bản đàm phán, thì thực sự các thị trường sẽ chính thức tạo đỉnh. DG rồi S&P rồi các thị trường chứng khoán khác của Việt Nam cũng đã chính thức tạo đỉnh và có thể sẽ đi vào cái giai đoạn xuống sâu hơn, nên chúng tôi rất bi quan về điều đó. Nhưng khi mà không đạt được thỏa thuận, người Mỹ tiếp tục đánh thuế, chúng tôi vẫn bi quan về điều đó. Nhiều khả năng thì sẽ có cái câu chuyện là thị trường của chúng ta sẽ có những cái đợt gọi là đợt lo ngại, và chúng ta sẽ vẫn dịch chuyển trong một cái biên độ hẹp 850 1050 trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là cơ hội cho câu chuyện thị trường của chúng ta khi mà test lại 980 trong phiên ngày hôm nay thì có thể sẽ tiếp tục tiến lên và vượt 1.000 điểm trong 2 tuần sắp tới. Cái việc chúng tôi chia sẻ ngoài những cái lập luận, những cái lý thuyết cũng như là những cái dự báo đánh giá cái thời điểm, những cái lúc mà rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra vào lúc nào, thì tại ngay thời điểm hiện tại trong vòng 3 tuần tới thì gần như không có nhiều rủi ro cục bộ gây ra cái đợt suy giảm mạnh của thị trường. Và đợt hồi phục này thì nó mới chỉ được khoảng 8-9 phiên giao dịch, do đó dư địa của cái đợt hồi phục này còn khoảng 15 phiên giao dịch nữa. Và cái hướng đi của thị trường là vượt 1.000 và hướng về 1.050. Anh chị và các bạn có thể quan sát kỹ tại vùng 1.050 thì mới cần phải e ngại. Hiện tại thì chúng ta không cần thiết phải e ngại với thị trường. Theo phân tích kỹ thuật, theo tuần và theo ngày thì đều cho thấy thị trường của chúng ta hoàn toàn có thể sẽ tiệm cận 1.050 trong cái biên gọi là cái khoảng giá 1.030-1.050 trong 3 tuần tới. Động lực thúc đẩy cho thị trường thì như chúng tôi đã nói với anh chị và các bạn nhiều trong nhiều video trước đó, có thể sẽ là ngân hàng, có thể sẽ là ngành dầu khí. Tuy vậy thì trong phiên giao dịch hiện tại ngày hôm nay thì ngành dầu khí đang chịu áp lực giảm giá do là giá dầu trong phiên tối ngày hôm qua giảm điểm. Chúng ta hoàn toàn có thể quan sát thêm một số các cái tín hiệu khác liên quan đến những cổ phiếu vẫn tốt, vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong thời gian vừa qua. Bất chấp thị trường thì đã có việc tiệm cận sát vùng đỉnh cũ, Vietcombank, GAT, FPT, PVS, rồi những cái doanh nghiệp đã vượt đỉnh trong thời gian vừa qua, ví dụ như là công ty cổ phần Nam Tân Uyên, công ty ngân hàng Thiên Phong Bank, ví dụ như là vàng bạc đá quý Phú Nhuận, rồi rất nhiều các doanh nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, thì nó vẫn thể hiện được cái đà tăng giá của cổ phiếu bất chấp thị trường suy yếu. Từ đây chúng ta cũng có thể thấy rằng là nhà đầu tư trong nước đã có sự thông minh hơn, khôn ngoan hơn và biết tìm kiếm nơi để đặt cái đồng tiền xương máu, gọi là đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, không đưa tiền vào những cái nơi đầu cơ, những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả. Họ đã biết đưa dòng tiền của mình vào nơi cần đến, đã biết đưa dòng tiền của mình vào chỗ cần đặt. Và chúng tôi rất hy vọng rằng sau gần 3 năm xây dựng các video của Tự Doanh Chứng Khoán trước đây, Thắng ơi TV ngày nay, và có thể một cái gọi là cái thuật ngữ mới về về cái quá trình làm video của chúng tôi đã tạo ra sự lan tỏa,
đã thúc đẩy rất nhiều các nhà môi giới khác cũng làm video, cũng làm những bài báo cáo phân tích chia sẻ với anh chị em và các bạn, và đã cùng với một số cái đơn vị phát hành sách về chứng khoán của ông Trương Minh Huy, của ông Phạm Thái, của Happy Life và rất rất nhiều các cái đơn vị phân tích khác trên thị trường đã giúp quý anh chị và các bạn nâng tầm kiến thức, đẩy thị trường chúng ta lên một tầm cao mới, không còn là những cuộc chơi cờ bạc mà là đã là một kênh đầu tư tài chính đúng nghĩa. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Thắng ơi. Chúng tôi sẽ chính thức mở lại cái chương trình giao dịch cùng Thắng ơi vào đầu tháng 7 năm 2019, tại thời điểm gọi là căng thẳng nhất của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Nếu anh chị và các bạn nào có nhu cầu tham gia cái chương trình giao dịch cùng Thắng ơi, Thắng sẽ bỏ vào tài khoản khoảng trên 500 triệu để cùng quý anh chị và các bạn giao dịch. Chúng ta sẽ xác lập thành một cái nhóm kín trên Facebook, và sẽ làm video trực tiếp quay cái việc giao dịch của Thắng để anh chị và các bạn cùng xem, cùng giao dịch, cùng nhìn và cùng nghe những chia sẻ của Thắng trước khi mua bán những cổ phiếu trading lướt sóng hàng ngày. Với mức phí định kỳ hàng tháng sẽ là 500 ngàn cho một tháng. Anh chị nào mà muốn đóng phí ngay thì vui lòng là đóng phí theo cái số tài khoản ghi ở trên, sau đó thì nhắn tin cho số điện thoại cũng ghi ở góc màn hình video này, để có thể đăng ký tham gia sớm. Khi mà chương trình bắt đầu triển khai thì anh chị và các bạn sẽ tham gia nhóm vào ngày mùng 1 tháng 7, tức là bắt đầu từ quý 2 à quý 3 năm 2019. Mức phí là 500 ngàn cho một tháng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Mong rằng chúng tôi sẽ cùng anh chị và các bạn đồng hành trong thời gian sắp tới, đem lại nhiều hiệu quả hữu ích cho anh chị em và các bạn.